khách sạn tụi mình ở là đường trung tâm nha mọi người. Tụi mình đi 20 mấy con người. Ủa là hai anh em quay lóc vậy hả? Rồng tới nhà tôm mà sao không quay lóc được. Hai mọi người, mình là sóc trượt em của anh sóc nhớ. Sáng giờ em làm gì ở đây? Sáng giờ thì mình phải đi làm cu li cho Lâm Ánh Quỳnh với lại Ashley. Tại sao vậy? Xách đồ. Xong vô trong phòng là phải ở chung với những mỹ nữ khỏa thân. Sống như trong địa ngục. Tao nói mày không tin. Được trên thành điều gì, gì đó? Ghê quá à. Sáng giờ em quay được gì chưa? Sáng giờ em cũng quay nhiều á, quay sắp full thẻ nhớ rồi. Ủa vậy hả? Giữ với má mà có thẻ nhớ mày bao nhiêu ghi? 32 GB. Vậy full đúng rồi, ít quá bé. Nói chung là cũng vự lắm rồi á các bạn. Mình nghĩ vlog này chắc được 3 tiếng. Ở nhưng mà em kể cho nghe hồi sáng thôi, lúc mà máy bay nó đáp xuống á, em bị té. Ủa sao vậy? Ông mấy nội xuống em bị dúi xuống luôn. Em không có cài seatbelt hả? Em cài seatbelt mà em bị dúi không biết sao nữa. Vậy là bung seatbelt mày á rồi chứ. Cái đầu đập vô cái bàn đau gần chết nữa. Cái đầu đập vô cái bàn như má nghe thấy thương quá vậy. Nãy giờ tụi em có cho tụi em ăn gì chưa? Hồi nãy tụi em đi ăn bún riêu kế bên á. Đã ăn rồi. Ôi xong rồi vô đó mấy chú người Bắc nói chuyện. Có mình Giao Huy nói chuyện ngày em ngồi em cứ chợn hai cái hai mí vậy. Mà chịu chú nói chuyện với em thôi. Giao Huy nói gì? Giao Huy nói là đây vui một chút. Con BD mới vô. Đĩ chó hai ông mới đơ như quỷ. Mình cùng đi tham quan mạng phố cổ nha. Hello. Xin lỗi Natha. Cái gì đó nói Thái vậy? Tự nhiên cái tiếng Thái gì má, cái vlog Thái qua rồi. Em muốn nhắc nhở mọi người là nếu mà chưa xem vlog Thái Lan của anh Bin thì click vô xem liền. Anh phải để cái đường link ở dưới đây nha. Chị nói gì vậy? Bây giờ mình phải đi bộ cỡ một cây số. Đang đi ăn ngang trái tỏi mà của Ninh Tito review á nãy Ninh phát gì? Nó nói vậy. Ninh Tito. Bé cứ đòi ăn ngang trái tỏi hoài. Hello. Tài ơi em làm vậy là anh không có bồ được hả Tài? Thì hồi nãy tụi mình đi đông quá, tụi mình được cho lên một cái gác riêng để ăn luôn. Là nó giống như là một cái tầng riêng vậy đó mọi người. Là trên đây khoảng 20 con người của tụi mình ở trên đây. Sao cái khung này nhiều màu quá vậy ta? Lum hết á. À con ngang đúng không? Ồ. Hồi nãy là con ngang chứ mấy con vịt ha. Ồ. Nãy tôi định nói trời em tưởng bún vịt không á. Cái này là ngang luộc nè. Đây. Đó, ăn cũng được á mọi người. Không có bất ngờ lắm đúng không? Tại vì này ăn thấy cũng quen thuộc á. Giống giống bún ăn vịt đó. Giống giống bún ăn vịt đó. Ngày thơm dữ luôn á. Ê. Ê tỏi kìa. Có. Ừ. Để nhìn thơm ngon vậy ta. Có vậy ta. Cái tỏi này tươi à. Đúng không? Đậu chấm với đậu chấm mặn. Ăn ngon. Ăn ngon nhưng mà mình thấy ngon á. Thì cái này mới là wow nè. Còn cái nãy cái ngang luộc thì mình thấy giống thịt vịt luộc á. Mình thấy nó không có wow mà cái này ăn ngon. Cái vị nó cũng vừa đậm vị nữa. Mình không cần phải chấm thêm. Cháu kẹt 130 nha anh coi đúng chưa? 130 đồ ăn ở đây thì mình thấy ăn ok ổn. Ừ. Cái ngang trái tỏi ngon rất ngon nha. Cái bún mà pha với măng với lại ngang luộc ngon. Cái sơ mì thì nó không ok cho lắm tại vì nó hơi bị gấp á, mọi thứ nó bị lù lẹ vậy nè. Trong cái tâm trạng đang ăn thưởng thức á thì nó bị phải ăn cho lẹ. Rồi nói chung là vậy thôi chứ nhưng mà ngon. Chưa trễ nha, 8 giờ mới có 7:59 là 8 giờ mà kiểu như mọi thứ nó hơi gấp á cho nên là tụi mình cảm thấy ăn mà bị hối quá thì cũng giới thiệu trà sữa nè. Bây giờ diễn tả Ly Kỳ một từ, em sẽ diễn tả từ gì? Tượng. Ừ. Mọi người coi cái vlog Giáng sinh, mọi người rất là thích cái phần mà em kể cái cuộc đời tai ương của em á. Cái đám bọn cười dữ vậy trời. Lên cái đó cũng thương lắm, cộng đồng mạng cũng ủng hộ. Nên là cái tạp hóa nhà em á thì cũng đông khách đều. Nè đi lên máy bay vậy nè. À chị ơi cho em ly cà phê. Rồi ly cà phê dọn ngà phải không? À chị ơi cho em thêm 2 bịch bột sữa với là 2 bịch đường đổ vô vậy nè. Nhìn cái cửa máy bay nè. Trời chiều quá. Ê má, má mà khoan nha má, cầm cái điện thoại quay nha má vậy nè. Là để nè. Trời chiều quá. Chiều quá. Mà nó bị mì. Xong má chút nữa cái máy bay hạ cánh vậy nè. Đau quá. Chịu nổi đau quá. Đây mọi người. Trời tao mệt quá, tao cười đỏ mặt luôn á. Cái hồi tay chụp hình cho người Hàn. Là người Hàn nhờ chụp hình xong rồi phải cầm điện thoại lên. Hana chu xe. Phô mai mọi người, 20 người một cái, ngon. Ở đây thấy kiểu đông á, mọi người thấy không?
Đây là hàm cá mập nè mọi người. Lên Hà Nội chắc ai cũng biết mà phải không? Bây giờ tụi tôi sẽ đi ăn bún đậu. Bún đậu ở đâu vậy? Bún đậu Gốc Đa. Số 7 ngõ gạch bún đậu Gốc Đa. Ok. Ủa tại sao lại đi ăn quán đó, là tụi em coi ở đâu? À Hải giới thiệu hả? Gốc Hà Nội. Ok, Gốc Hà Nội giới thiệu. Đi coi có ngon không nha. Áo đỏ, tóc đỏ đi. Nè, đỏ tình, đỏ bạc. Trời ơi, dữ thần quá vậy. Ê, áo này giống như áo Tết vậy ta. Thì collection này là của chú Linh làm hồi Tết mà. Nhưng mà bị sold out. Cái xong giờ restock lại rồi gửi tặng cho một chiếc gì đó. Hồi nãy tụi mình search map á, cái bún đậu nó cách khách sạn của tụi mình khoảng 500m á. Cái con thiên tài kêu là hả, thôi đi bộ đi cho nó gần. Mà đi taxi hồi nãy giờ 5 phút thấy chưa tới nữa. Là đi bộ gì gần chưa? Ủa là tụi nó tới trước rồi hả? Đến rồi, có 6 đứa đến à, rồi. À dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Tôi đứng trên gác á, tôi nhìn xuống thấy người ta làm luôn nè mọi người. Mọi người thấy cái chảo đậu nó rất là ngon không? Đó, đậu được chiên nóng liên tục luôn. Cái bàn này của tụi mình đó là 10 người. Thì nãy cô đã nói là sẽ làm hai cái mẹt. Một mẹt 5 người ăn. Thì một người tầm khoảng 50 nghìn là giá hợp lý nha mọi người. Nói chung là trong Sài Gòn ăn cũng vậy. Cái giá nó cũng xem. Hôm qua giờ đi á, mình đi ăn ở đâu á, cũng lên cái gác mà giống như là cái gia đình, cái nhà riêng của mình vậy á. Không có ngồi dưới ăn chung với người ta. Ê bự nha má. Bự nha má. Hai mẹt năm bự nha. Ê thông minh. Con nhỏ này nó tưởng là một người ăn một cái mẹt như vậy là 10 mẹt như vậy là mày ăn cho trào máu hay gì vậy má. Ủa có bầu hả? Ê một cái chén mà nó bỏ cỡ đó tắt. Mày có bầu hả Phước? Kinh nghiệm ăn mà mắm tôm á, quậy là phải bọt cỡ này. Dạ người ta kìa má. Chành tao với tao quậy cho. Ngon nha mọi người. Cái này người ta gọi là nem đúng không ta? Ngoài Bắc gọi là nem mà nem đúng. Chả giò, dạ vâng, trong Nam gọi là chả giò. Dạ đúng rồi, ở Nam gọi là tắc, ở Bắc gọi là quất. Mấy cô ở đây dễ thương. Thương là mình với tớ. Má này cái gì vậy hoài vậy? Nói mày chỉ là để gồm vô. Đi ra đây. Trời ơi, không thấy đẹp quá ha, nhìn vậy. Nó phải phô Tết nó mới chịu. Cái đậu ở trong á nó rất là mọng nước luôn á. Kiểu là chiên xong mình vớt là mình ăn liền á. Cho nên nó không có bị khô, nó không bị khô queo. Mà ăn vô nó ướt ướt ngon lắm. Bây giờ chiếc nào giúp cá không có. Có nhiều người ăn không được. Đúng rồi. Ăn không được luôn. Nhưng mà ăn đâu giúp cá, ai bị mụn á ăn tốt lắm. Tụi mình ở cái khách sạn á, tự nhiên ở ngay cái lầu 3 với cái lầu 4 của tụi mình, ngay cái góc cầu thang á, nó có một cái cặp nạn. Cái nạn mà cho mấy người bị gãy chân á mọi người, tự nhiên nó dựng ở đó. Nói á là lúc mà ở trên lầu á là mấy đứa đã nói này nói kia rồi là nó sợ rồi. Cái vụ cái cây nạn, hai cái cây nạn anh nè. Tự nhiên cái phòng của con bé mà ngay cái cặp nạn á, cái nó nói anh, tự nhiên hồi nãy á, em đi lên trên lầu, cái ngoài em xuống á, tự nhiên cái cây nạn vậy đúng không? Một cái cây nha, một cái bên nạn nha, ở đằng trước cửa phòng em. Ê, tao nghe tao hết hồn nha má. Ủa tao nghe tao cũng sợ, tao hết hồn. Cái cặp nạn nó nằm ở bên một góc, tự nhiên cái giờ đi xuống thì một cây lại nằm chấn cái cửa. Là con thiên tài nó quậy. Con đĩa thiên tài. Con đĩa thiên tài. Ủa cái cây nạn nó để ở giữa cửa. Thấy nó dựng cái cây nạn vô trong cái cửa phòng người ta không? Chạy kìa. Má nó. Chưa đâu, cái anh đi về là anh đang sợ cái vụ cái cây nạn rồi. Anh đang bước vô phòng anh, cái nhìn xuống dưới chân trước cửa phòng nha. Nó có cái cờ giấy màu vàng vẽ màu đỏ 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 đỏ, chữ đỏ không, cái quấn lại gì nữa mà nó quấn lại cái để ở trong góc, ở trong góc tường ngay cửa phòng á. Cái tao nổi da gà lên, cái tao chạy vô tao nói chết rồi Miu ơi, Miu ơi, ở ngoài á, ở ngay cái góc cửa có bùa. Anh tưởng đâu cái đó là bùa mà anh nói ủa sao bùa mà ai quấn lại nát rồi để ngay góc. Anh sợ vãi luôn. Cái hả anh vừa nói xong hả, con mẹ Miu nổi da gà lên vậy đó má. Mà lúc đó tao chưa biết gì hết trơn á, tự nhiên tao nhìn con Khang nó kêu sợ, cái tao nói sợ cái gì. Tao tưởng nó là con Khang kêu ê mày ơi, tao vừa quay lại là tao thấy cái cây nạn còn lại nằm trước cửa phòng mình. Tao tưởng nó nói như vậy, anh sợ là nó như vậy, nhưng mà không, thì nó kêu chết mẹ rồi, cái phòng này không ổn rồi. Nó có bùa đằng trước là nó sẽ chấn cái gì đó trong phòng. Cái hả bốn đứa đẩy hết hai cái giường sát vô nằm kế nhau. Khoan, nhưng mà con thiên tài á, nó không biết chuyện gì hết trơn á. Tự nhiên nhà nàng ngưng tụi tao kêu là hả đẩy vô cái giường rồi, hồi giờ mở đèn ngủ đi con thiên tài. Thôi em ngủ mở đèn không được, tắt đèn mới ngủ được. Tao kêu vậy mày qua phòng khác ngủ. Cái tao nói hả, tao nói cầm mở đèn sáng lên cho anh, không có được tắt đèn, để cái đèn sáng ngủ, tại vì bây giờ là không ổn rồi. Ê nguyên cái đêm á bốn đứa sợ đúng túng. Em biết hả, sáng dậy hả, cái giường của anh á là chia thành 4 phần, anh với con thiên tài nằm một phần, còn 3 phần còn lại là anh chừa ra luôn. Anh ôm con thiên tài nằm sát ý bên này vậy nè, anh sợ. Cái hả sáng dậy á, vừa mở mắt dậy xong rồi chị Miu ra kiểm tra, cái mở cái ra là còn ra, nguyên luôn ra. Trời ơi còn nguyên luôn. Cái anh chạy qua phòng Hoàng Ngân nói Hoàng Ngân ơi,
bên phòng anh nó có lá bùa nằm ở đằng trước cửa. Cái con mẹ pin. Ủa? Đâu để coi coi bùa sao. Cái hai khiều khiều. Cái tao vừa chạy ra tao nói ế đừng có đụng vô. Tao rất là sợ. Tao kêu ế đừng đụng vô. Cái thấy má pin cầm lên dở ra vậy nè. Cái đó là cái miếng cái bao bánh bao đô tiên cái chữ đỏ số điện thoại vậy. Ừ. Đúng sợ vậy đó. Ê, em vừa bước ra em thấy con pin. Trời ơi sao mày dám cầm vô cái lá bùa. Tao sợ quá rồi. Tức là anh ra anh bị cận, anh không có thấy đường được. Cái sao mà anh mới anh tức quá anh mới cầm lên anh mới sao bùa gì mà có số điện thoại vậy trời. Sao bùa gì mà có số điện thoại liên hệ vậy? Cái tao mở bự ra nữa. Cái bánh bao ti mà tao không biết cái tờ của con nào qua ăn sao mà về giờ lại quăng trước của phòng tao. Lúc mà đi vô khách sạn tao đâu có thấy là tiện vừa xuất hiện. Thật ra hồi tối hôm qua là anh với mọi người trong phòng là đã muốn ra kiểm tra cái đó là cái gì. Hy vọng là rác đi. Cái bây giờ hỏi bây giờ bốn đứa mở cửa ra lấy cái miếng nó lên kiểm tra không? Đéo ai dám bước ra hết vậy mà để im thinh nít ở đó. Cái khúc đó tối là sợ thiệt. Sợ thiệt. Sáng này anh mới dám ra anh mở chứ tối mà kêu tao cầm rồi ông nội tao cũng không dám cầm. Em nhớ hôm qua là có khúc anh gọi em cái không? Anh gọi em xong anh tắt á. Anh nói là để tao gọi tao kêu con la ra lấy. Tao nói đừng có điên để im lại tao. Cái la ra mới có đèn. Không phải. Tại vì á mở cái cửa ra là cái hành lang tụi em biết là cái đèn nó tự động. Mình phải bước ra thì nó mới có cái cảm biến là sẽ mở đèn lên. Mà không dám nói là bên đây bước ra cái nó thôi giờ để tao gọi bên phòng con la đi. Tao kêu là một đứa nào bước ra một cái chắc cái đèn nó sáng lên rồi nguyên một đám tụ lại coi. Tao vừa gọi cái con hàng la tao con hàng kêu là tắt đi. Đã vậy hôm qua nguyên đám anh chơi lầu năm nữa. Tao đang ngồi tao ăn mì trộn mấy cái má nào cứ anh pin nữa cái chuyện ma đi. Wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out. Kìa, ké đi. Cái nước của mình có đây nè mọi người. Hồi nãy mình kêu là cái matcha xoài kem cheese. Tại vì mình thấy trong menu nó ghi là món mới. Mình thấy nó hơi lạ cho nên là mình kêu. Mong là uống nó sẽ không có bị tùm lum. Xoài, cái quầy cái xoài ở dưới lên. Ê thơm. Thèm cá mặn qua. Ngon nha. Mọi người, tụi mình đang ở nhà thờ lớn. Hello. Đẹp lắm đó mọi người. Rất đẹp. Sài Gòn ra mình thấy nó đẹp dữ vậy. Chắc người ta ở Hà Nội mà người ta vô người ta nhìn cái nhà thờ Đức Bà mình cũng thấy. Nhưng mà nhà thờ Đức Bà của mình đang trùng tu á. Tông màu này là cái tông màu mà mình thích nè. Với lại không biết sao hôm nay tụi mình đi ngay cái khu này nè. Cũng vắng á mọi người chứ không có đông như tụi mình tưởng tượng. Tại vì lúc đầu tụi mình tưởng tượng ra đây sẽ rất là đông. Chụp sẽ dính người lạ nhiều quá nhưng mà không nè mọi người coi nè mấy cái đứa nhỏ này nó đang chụp mọi đứa một góc á. Mọi người muốn chụp nắng á thì mọi người phải chụp nắng từ sáng sớm thì nó mới đẹp chứ nắng mà dứt mà chưa nó bị từ trên đầu xuống á. Cái đó gọi là nắng trắng á, nắng trắng chụp hình không có đẹp. Thế là tụi mình định là 6 giờ ra đây chụp hình nhưng mà 6 giờ sáng á hả? Dạ đúng rồi. Không có mình em mà. Mọi người không ai định 6 giờ sáng ra đây hết trơn á. 4 giờ sáng mới ngủ mà đòi 6 giờ sáng ra đây chụp hình. Đây là chai Hà Nội rặt nè. Vô thấy chai Bắc liền. Xin chào mọi người. Hôm nay là mình dẫn mọi người đi chơi. Giống phóng viên quá. Em nổi tiếng ở Hà Nội đó, đúng không Hải? Không. Kế bên nhà thờ mình thấy nó có một cái Godmother nè mọi người. Ở Sài Gòn mình rất là thích ăn cái bánh này luôn. Con nhỏ này đi ra coi vô tri. Vào đây luôn đúng không cô? Đi thẳng đúng không cô? Đây. Dạ. Tụi mình đi ăn nem chua rán rồi bánh gối, bánh tôm chiên đổ mọi người. Đây. Ê nữa lại giống ở nhà nữa. Gần khách sạn của tụi mình 23 Bát Đàn. Nó qua một cái ngã tư nhỏ là tới cho nên là tụi mình đi bộ. Mới về khách sạn tháo cặp len ra nè mọi người. Tại vì con mắt nó nặng quá nó giờ đi á, từ sáng tới giờ. Ở đây là có bán bánh tôm, há cảo, bánh gối, nem chua rán cho nên nãy là tụi mình kêu mọi thứ một dĩa. Đi. Từ. Bóc khói luôn á. Này là bánh tôm nè. Anh thấy nem chua rán ngon ha. Cái tương ớt nó cũng không có quá cay á, chứ có nhiều chỗ cái tương ớt bắt nó làm cay lắm. Ăn cái bánh gối nha. Cái bánh gối này nó có lạp xưởng hả ta? Có đúng không? Giống mấy con vợ mà chồng làm tiền không bao nhiêu á. Rồi lúc nào cũng phải lấy đi nhuộm tóc, nhuộm mơ làm đẹp á. Rồi đi kế như vậy, lấy cái lý do là hả? Em làm đẹp là em đi kế anh để anh hãnh diện. Rồi trong túi thằng chồng không có một cái đồng cắt nào để xài. Anh em đủ đi nhậu thì không có tiền trả. Ê.
Chín xong ra đi ăn khuya nè mọi người. Phở bò rất là ngon. Cái này là phở đường tàu nha. Nóng hổi. Cái lý do mà tụi mình ăn 1900 hôm nay sớm là tại vì cái nhạc 1900 hôm nay nó không có phù hợp với cái style của tụi mình lắm. Nó hơi techno quá mà, đúng rồi. Mà nghe nói hôm qua thì đánh hay hơn hôm nay nhiều quá. Tại vì hôm qua tụi mình nghe nói là Student Day là kiểu sẽ đánh những cái nhạc nó trend, nó giới trẻ, nó K-pop đồ hơn. Phở này ngon quá. Cái cảm giác ăn phở Hà Nội ở Hà Nội á, nó khác ăn phở Hà Nội ở Sài Gòn á. Tụi mình muốn ăn bánh mì dân tổ á, nhưng mà chưa bán giờ này mọi người. Bánh mì dân tổ là kiểu 2-3 giờ sáng hoặc là trễ hơn nữa mới bán. Nói chung mà Hà Nội tôi quậy dữ lắm mọi người ơi. Cái tụi mình tôi ăn cô nhiều lắm. Ngon quá, tôi thích ăn nạm lắm. Mình á thì mình hiếm khi ăn quậy lắm, nhưng mà hôm nay ăn quậy ở ngoài Hà Nội đúng không? Ở trong miền Nam mình á, quẩy tôi chỉ thấy ăn với lại cháo lòng thôi. Nhưng mà tôi đi ăn phở Hà ở trong Sài Gòn ngay đi Tết cô mọi người thì người ta cũng ăn phở quẩy thôi, tại vì phở Hà như là gốc Hà Nội. Ra đây quyết tạm phở còn thích quả lắm á. Tụi mình còn nhiều món chưa có ăn được ở Hà Nội lắm luôn á. Bún chả nè, bún ốc nè. Cái mùa này là đang mùa sứa nữa. Cái sứa mùa đỏ đỏ chưa ăn được luôn. Bây giờ với lại xôi nữa mình chưa ăn. Good morning, tụi mình đang đi ăn bún chả Đắc Kim ở số 1 Hàng Mành nha. Ở đây bán siêu nhiều luôn mọi người. Mọi người nhìn một cái dĩa nem của nó nè. Trời ơi, nhiều lắm luôn á. Nè, một phần nó trong một cái tô bự mình múc ra nó sẽ như thế này. Nhưng mà cái nước này lạc là ăn một hồi nó mặn á, tự nhiên nó thấm á. Nó hợp lý. Ngon quá. Mọi người tới đây á, mọi người kêu kiểu vừa thôi, mình ăn không hết mình kêu tiếp. Ủa lộn, mình ăn không đủ mình kêu tiếp. Ôi sáng nay tao bị khủng rồi ơi. Tụi mình đi ăn 7 người, team này 435.000 là mỗi đứa tầm khoảng 63.000. Vậy thôi em đại diện trả này đi, rồi mọi người banh là cho em liền. Ok, let's go. Bây giờ tụi mình sẽ đi tập nhảy. Tụi mình đang ở phòng tập thì như mọi người thấy, chơi ra chơi, tập ra tập. Không khí rất là căng thẳng, tại vì hôm nay là ngày cuối cùng tập rồi. Tối nay tụi mình sẽ rehearsal ở sân khấu. Và ngày mai là tụi mình sẽ thi chung kết. Thấy nhiều nhóm ngoài Hà Nội người ta cũng VIP pro siêu cấp lắm mọi người. Cho nên là tụi mình cũng hơi rén á. Cho nên là đi thi cái này để học hỏi lấy kinh nghiệm thôi nè. Cho mọi người xem một vài gương mặt để dự thi ngày mai. 24 con người. Trời ơi, tập cái này quỳ rất là nhiều luôn á. Cho nên là phải có cái băng gối thì cái chân nó mới không bị bầm. 5, 6, 7, bung. Lại là tôi và Lâm đây, tụi tôi mới rehearsal xong. Bây giờ tụi mình đi ăn bún thang. Thì ở đây nó bán rất là nhiều món như là bún thang, phở gà, miến. Ngon. Nãy mình hỏi giá là 55.000 một tô nha mọi người. Cái nước rất là thanh, ngon. Cái thịt gà sực sực dai dai. Thật ra tôi cũng dễ ăn lắm mọi người ơi. Tôi thấy ăn vừa miệng tôi là tôi khen ngon rồi.
Mình cảm giác ăn cái món này nó giống như bún mọc vậy á. Mình ngồi mình ăn bún mọc mình để ý là chủ yếu là cái nước càng thanh thì mình sẽ thấy nó càng ngon á. Với lại chủ yếu bún mọc phải chất lượng nữa. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà mình không biết tại sao gọi là bún than, than có g. Ủa có ai biết tại sao cái này gọi là bún than không? Ồ, kiến thức này đã được tiếp thu tại vì mọi thứ topping rồi nó cắt dài dài giống như cái than được bắt lên. Ừ đúng rồi. Ừ. Ủa tại sao tao hỏi mày mày không trả lời mà phải giọng của miệng của bển hỏi. Lúc đầu á mình nghĩ bún than á nó sẽ kiểu trong đầu của mình hình dung là cái nước nó còn màu đen đen nữa chứ. Tại vì cái kiểu than á kiểu là than tre rồi đúng không? Nếu món này mà họ mình có ăn lại hay không thì chắc là có. Ngon hả? Ok. Món mà chè đá ngoài Hà Nội ngon thiệt các bạn. Ừ. Cái trà của nó rất là ngon luôn á. Người Hà Nội người ta theo anh biết là có cái văn hóa uống trà mà người ta hay gọi là chè á. Những người mà càng lớn tuổi anh càng biết nha, là bữa sáng người ta nấu một cái ấm chè vậy nè mà người ta uống rất là đặc. Ví dụ như nhà mình á thì có trồng chè đằng sau nhà ở dưới quê á, thì nói chung là sáng nào ba mình cũng uống hết đó. Hết hồn, tao tưởng đâu hỏi nhà mày chồng, tao hỏi ở quận mấy mà chồng hay vậy. Trời ơi Vũng Tàu mấy bạn ơi. Mấy bạn chắc mấy bạn biết đồi cù không? Đồi cù Tóc Tiên rồi đó. Đó mình ở đó. Tụi mình đang chảy mồ hôi vậy là do tụi mình nhảy xong tụi mình nực á, chứ cái thời tiết nó cũng không có gọi là quá nực. Ủa, thời tiết anh thấy cái tuần của tụi mình ra mát mát nha. Hồi xưa bạn nhắc lại rất nhiều lần là trộm vía ra Hà Nội siêu mát. Đấy là lúc trước khi tụi mình ra mọi người được cảnh báo là trời Hà Nội rất là nóng, nóng hơn Sài Gòn nữa. Tại vì trước khi mình đi ra Hà Nội là mình đi Thái về, thì cái thời tiết ở Thái á nó 37 gần 40 độ luôn, thì cái lúc đó thời tiết của Hà Nội giống như vậy. Đúng rồi. Mình đọc ở trên mạng Hà Nội rất là nóng tại vì nó vừa xong mùa đồm nó sẽ qua mùa nóng, nhưng mà cái tuần của tụi mình ra thì rất là mát thì vô mùa mưa. Ừ, tại khiếp trước anh bị câm á, khiếp nào nói bù, được chưa? Mọc tôm hả? Ý là hỏi em á, ăn mọc tôm không? Mọc tôm. Mắm tôm, trời ơi mọc tôm. Người ta hỏi nó ăn mắm tôm không, nó bây giờ nó... Mọc tôm là cục nào? Tao tưởng nó ăn bún mọc không á. Ủa rồi có mắm tôm này chưa? Rồi bỏ rồi á, em nếm đi. Nếu mà chưa vừa thì em nhúng nguyên cái tô bún em vô cái nồi mắm luôn. Cỡ đó. Cỡ đó, ăn vậy cho phù thủng. Mời. Thơm. Ê, nhưng mà anh để ý mỗi chỗ cái vị trà nó khác nhau nha. Đúng rồi. Đây nè mọi người, sân khấu nè. Ở đây là phố đi bộ Hà Nội. Thì ngày mai tụi mình sẽ diễn ở trên sân khấu này. Rất là lớn luôn á, mọi người thấy chưa. Tính kêu là hả, mai mọi người nhớ ra coi nha. Mà tao quên cái vlog này là qua Hà Nội tao mới up. Mình đang đi ăn xôi nha mọi người. Quán này là xôi Yến ở Nguyễn Hữu Huân. Mình kêu một phần thập cẩm như vậy là 45.000. Cái gì vậy má? Cái gì vậy má? Muốn quay cho nó đi. Ông có nội, muốn thì nói. Muốn thì nói là lực nổ cái mấy chụp hình của người ta xuống rồi sao má? Bình thường á, cái miệng hổn như chó vậy á. Lên đây thì đặt hiền hả mày? Em đâu phải là người như vậy đâu. Em không như vậy hả? Ngon nha mọi người. Ê, mà sao quạt bay dữ vậy, tóc cỡ này rồi ăn được không? Ở đây tụi mình đi ba người mà tụi mình sợ nó nhiều quá cho nên tụi mình kêu hai phần trước rồi kiểu mình thấy thiếu thiếu gì mình kêu thêm. Hồi nãy tụi mình tính ăn xôi bên Thợ Nhuộm nhưng mà hết á mọi người, cho nên là tụi mình phải qua đây ăn. Không phải là hết hẳn mà là hết thịt kho thôi. Xong rồi tụi mình muốn ăn cái xôi với cái thịt kho nhưng mà ở bệnh hết cho nên tụi mình qua đây ăn. Nè thịt kho nè. Mình thấy đậm đà ngon á mọi người. Xôi cũng ok, nó không có bị khô. Ủa Sài Gòn có mấy chỗ bán cái này mà mày không biết hả? Ăn xong tụi mình tính đi cà phê. Vẫn đang tìm coi đi cà phê nào. Có gì lát quay cho mọi người xem ha.
Cái quán cà phê này siêu dễ thương luôn mọi người, nó rất là màu sắc. Hồi nãy tôi chụp hình ở trên đó có nguyên một cái xe hơi rất là bự luôn. Nước cũng dễ thương nữa, để cho mọi người coi nè. Cái này là ly của tôi nè. Mọi người thấy đường cho một chiếc giày không? Đây là quỷ ba mắt. Không có dám chuối má ơi, đổ. Để xem quán dễ thương nước có ngon không. Trời ơi. Cái gì vậy? Từ từ. Đang nhai. Cái này ngon nè. Uống mì vô đi ngon lắm. Cái gì vậy? Cái này là gì vậy? Ngon mày. Thơm. Thơm mà nó hơi the nha. Nó hơi the. Nó muốn được. Mà nó bỏ thêm được. Thêm đá luôn. Thêm đá luôn đi. Sao nó ngọt quá vậy? Sao nó siro quá vậy? Người ta phải làm như vậy để dưới đây mình thấy cái cây nấm nè. Chứ xong rồi tí nó kêu người ta pha lại. Hay là cái này có quậy pha lại gì vậy má? Có dụ pha lại quậy lên má ơi. Phải quậy lên kìa má, này bắt uống cái siro đặc kẹo vậy nè ngọt. Tao tưởng nó tiểu đường không á. Nó quậy lên vậy hả má? Đúng rồi nè, nhưng mà xin thêm miếng đá đi. Nó là cà phê sữa bạc hà đúng không? Cơm mẹ đút cho con nè. Rồi, múc cho cái súp ở trên không vậy? Ờ, súp củ dền mẹ ra múc cho con nha. Ngon mà. Thanh long. Cho con ăn con mắt coi, một con mắt nó là cái gì vậy? Ờ, kẹo. Nhai đi. Vậy hả? Ừ. Cái này là yogurt nha mọi người, kiểu sữa chua á. Ủa gì mình có cái tiệm cà phê giống vậy. Từng cái chi tiết tới cái quạt cũng dễ thương nè. Cái quạt kẹo chúp ơi chúp kìa. Hồi nãy là Bin có quay cho mọi người xem rồi đó. Nó có những cái nhỏ 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 nhưng mà rất là dễ thương. Đúng rồi, theo kinh nghiệm làm decor của mình là làm cái này mắc tiền đó mọi người. Nãy tụi mình chụp hình mà nóng điện thoại luôn á mọi người. Mới thay đồ xong nè mọi người, bây giờ tụi mình sẽ sang một cái quán cà phê khác. Cái mô hình nó kiểu hơi triển lãm, cũng xinh xinh lắm. Tên là Tax Bay, thì có gì hình ảnh sẽ được update trên Instagram nha. Cái quán cà phê đó thì ở phố Hai Bà Trưng, số 20. Bây giờ mình đi tầm khoảng 4 giờ chiều, đường cũng hơi kẹt xe một xíu. Nhưng mà gió trời mát lắm mọi người ơi. Tất cả là tí đi cà phê xong, tụi mình cũng sẽ chuẩn bị di chuyển sang cái chỗ để tối nay tụi mình thi. Ê Miu, cái đoạn này đẹp ghế Miu. Ừ, nhìn Hà Nội quá. Mọi người ơi, tụi mình không có check trên fanpage của người ta là hôm nay thì ở đây nó có một cái tiệc private event đó mọi người. Cho nên là cái tax bay này đã được book trước rồi. Kiểu cái venue này là người ta mở tiệc á. Mình được thông báo là hôm nay không có nhận khách ngoài vào cà phê. Bây giờ tụi mình đang suy nghĩ xem là đi đâu tiếp. Mấy giờ ta? 4 giờ. Đi đâu giờ ta? Hello, tụi mình đang ở sau phía sân khấu đây mọi người. Thời tiết hôm nay trời se lạnh thích lắm mọi người. Nhóm tụi mình là nhóm diễn gần cuối, hình như là tiết mục thứ 18 hay sao á. Tiết mục cuối cùng hình như là tiết mục số 21. Hello em, hôm nay là em cosplay ai? Thì hôm nay là em xin phép được cosplay Rosie của Blackpink ạ. Em là Jisoo. Em là Lisa. Em đã rất tự tin cho lát tí nữa để tụi mình có thể diễn cháy cho sân khấu này. Đây là lần đầu mình đi thi ở ngoài một nơi xa như vậy cùng với cả team của mình. Em rất là vui. Nãy giờ tụi mình phỏng vấn 3 nhân vật rồi và đến nhân vật cuối cùng là mọi người sẽ biết cosplay ai rồi đó. Kim Jenny. Cảm giác hiện tại của em như thế nào trước giờ diễn? Đói. Đói hả mà? Hồi nãy ra nhà không ăn. Idol thật sự mọi người, đề cao cái chuyện thể hình của mình lên. Đói mà không dám ăn. Kìa, chị có ý kiến gì chị nói đi. Chị không thích em gì chị nói đi cho mọi người biết nè. Chị thấy là chị nói cái điều đó với camera nhiều lần rồi mà. Có không? Camera xuống chị cũng nói nhiều lần hơn là trên camera luôn. Đó rồi em ơi, được rồi, thiệt lắm. Anh mà là em là nãy giờ anh khóc rồi đó. Dữ thằng. Anh vẫn thấy em rất kiên cường. Tại sao? Ý là mình đã cố gắng né rồi mọi người. Mình gắn 2 hộp nhưng má này vẫn lố hơn gắn 6 hộp. Cái chân mày là cái gì?
bây giờ là ở ngoài đang công bố kết quả hát trước. Tại vì cái cuộc thi này á là vocal với lại dance. Nhóm tụi mình là thi dance. Hồi nãy thi xong á thấy nhanh ghê luôn á mọi người. Kiểu tập á thì mình thấy nó rất là lâu nha. Tại vì chỉnh dáng, chuốt dáng rồi đội hình đứng chỗ này chỗ kia rất là lâu. Nhưng mà thi xong rất là nhanh luôn. Mọi thứ lên sân khấu 6 phút nó cảm giác như 6 giây vậy đó mọi người. Lên một cái đi xuống liền luôn. Dù kết quả có như thế nào thì tụi mình vẫn hài lòng những cái gì mà tụi mình đã bỏ công sức ra tập và nãy giờ tụi mình đã bỏ công sức ra diễn thì tụi mình hài lòng về cái đó. Như hôm qua mình có nói á là nhóm mình là nhóm từ Sài Gòn ra Hà Nội thì so với là những nhóm lớn ở Hà Nội á tụi mình chưa có kinh nghiệm nhiều bằng những anh chị lớn ở đây. Bước vào chung kết rồi thì ai cũng cố gắng hết mình rồi á, cho nên là những bạn nào mà không có giải hay là thậm chí nhóm mình không có giải thì mình đi thi cái này cũng như là mình học hỏi thôi mà. Thêm kinh nghiệm, thêm cái chày da chóc vẫy, đi du lịch đi chơi, ô đèn đã lên rồi. Hồi nãy trước khi lên sân khấu, anh em Sài Gòn cổ vũ nhau rất là nhiều, tụi mình là respect cái điều đó luôn á. Anh em Sài Gòn thật sự rất là đoàn kết luôn. Shout out tới lại team của Lucifer và team của Unbreakable. Unbreakable. Tụi mình đi ăn bánh đa cua với lại bún ốc, bún chả, bún riêu nè. Tôi thì tôi ăn bánh đa cua, còn Gia Huy thì Gia Huy ăn cái gì? Bún chả, tại vì hôm qua Bin ăn rồi nhưng mà em chưa có ăn. Xin lỗi mọi người nha, hôm nay là ngày cuối rồi, rất là mệt rồi nên nó không thích. Hôm qua lại là một đêm say. Một đêm say, rất say. Đây ông trước đi, ý là nó ở trong chứ cho dễ thôi. Thôi lady first. Thôi mày lại đi. Thôi ăn đi. Cái gì vậy? Để cho mày ra cái bánh vậy hả? Chứ ngoài đời á thường là để cái gì nè, trời anh lì ơi em đói muốn chết mà chị ăn trước chị nở đành lòng nào, chị nuốt nổi hả? Còn không thì giống quy đoàn á, ai chết đói ăn trước đi. Số này số mấy người ta? 42 chị. Cái trà đá này mọi người nhìn cái màu nó hơi nhạt nhưng mà đắng nha má. Đậm nha má. Đậm nha má. Ben luôn rồi cũng phải đi. Dễ chưa? Làm make up cho người ta nhưng mà nó nhẹ.
Hello, tụi mình mới từ phố đi bộ về và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn phở. Xong tụi mình sẽ về lại khách sạn lấy vali để chuẩn bị ra sân bay. Tại vì chuyến của tụi mình bay là 11 giờ đêm, thì tầm khoảng 9 giờ là mình phải có mặt ở sân bay để check in. Bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi mọi người. Trời ơi, cái nước phở nó thành ngon. Ai quên sân bay không? Ngon ha, nước phở nó thành này. Bởi vậy á, khi mà thường một người á, content creator trên mạng á, người ta làm riêng một mảng YouTube hay TikTok hay Instagram, chị hiểu không? Người ta sẽ sáng tạo content liên tục và dành hết thời gian liên tục luôn. Không phải là hầu hết, vẫn có những người ta phải có 2-3 job để người ta đẻ đầu tiền á. Nếu mà nói dịch á, là ở nhà nha, em ăn, em quay muốn ăn là 2-3 ngày em được một lít, 2-3 ngày em được một lít, là cái lúc đó là kiểu cái tương tác của YouTube mình nó được đẩy lên rất là nhiều. Xong rồi mình chững lên một thời gian, tại vì mình có công việc á, xong rồi nó sẽ bị khô lại vậy nè. Hello, bay về Sài Gòn thôi. Thì cái chuyến đi này của mình nói riêng với lại nhóm mình nói chung á, thì có rất là nhiều cảm xúc mọi người. Tất cả các cảm xúc đều có luôn nha. Vui có, buồn có, thăng có, trầm có, tất cả đều có. Đây, lại là Kiệt Lâm đây, cái giọng của em hiện tại như thế nào rồi? Nói chung là bây giờ còn nói được như vậy là vui lắm rồi. Tại sao không em la tới nỗi mà em mất giọng vậy? Em la cho nhóm nào? Em la cho Unbreakable. Và Unbreakable cũng là quán quân luôn đúng không? Đúng rồi. Unbreakable sẽ rất là biết ơn em vì những cái tiếng la cổ vũ tinh thần nạp lửa của em mà người ta nhảy mà người ta đang được giải quán quân. À mà chưa, mình còn... Ủa sao nói được bình thường rồi vậy? Ừ, phải hạ thông xuống. Mình nói như vậy á. Để là ngày hôm qua mình còn cổ vũ cho tất cả các team Sài Gòn luôn, có team Lucifer nữa. Nói chung hôm qua anh em Sài Gòn mới là cháy. Cũng rất là tiếc khi mà phải kết thúc cái chuyến đi này, nhưng mà thôi, tới đây được rồi. Đúng rồi, chuyến đi nào cũng sẽ có sự kết thúc chứ em, nó mới đẻ được chuyến đi mới. Ok, chắc tới đây thì cũng kết thúc vlog á. Cảm ơn mọi người đã xem nguyên một cái hành trình của tụi mình trong những ngày qua và như những cái vlog khác. Nếu mà mọi người yêu thích video thì đừng quên nhấn like, subscribe và để lại một chiếc comment yêu thương nha. Cảm ơn mọi người. Social media của Bin ở đây, đừng quên connect với Bin nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở vlog tiếp theo. Mua.